Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các thiết bị, sản phẩm để làm xe 3-4 bánh, máy xăng và máy điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn 11 loại thương lái khác nhau cho các bạn mua về độ mới hoặc thay thế. Nó có nhiều loại mình cũng không biết là làm trên cái xe nào cả, và nó cũng không nhất thiết là cho một xe cố định nào. Nếu như các bạn có thể lắp vừa thì có thể mang ra sử dụng bình thường, có thể nằm trên những cái xe Suzuki, xe lăm tạ, xe Matiz hay là những cái dòng xe Hyundai có thể lắp vừa. Ở đây thì các bạn cần phân biệt về, trước tiên là về kiểu dáng, và thứ hai nữa là về thông số kỹ thuật. Thì ở trên này thì nó sẽ phân biệt ra các cái loại thước lái một đầu và hai đầu. Đây là những cái dòng thước lái hai đầu, và những cái dòng lăm, những cái loại này là loại thước lái một đầu. Một đầu có nghĩa là nó chỉ đẩy một đầu thôi, còn một đầu là không có gì. Đây và đây, đây và đây là tất cả những cái dòng thước lái một đầu. Còn những cái thước lái như thế này là thước lái hai đầu. Hai đầu. Đây là thước lái hai đầu. Có nghĩa là nó đẩy hai bên. Tất nhiên là dùng hai bên thì cũng được, mà dùng một bên thì cũng không sao cả. Nhưng cái thước lái một bên thì chỉ dùng cho một bên thôi. Thứ hai nữa là phân biệt về loại gen trong, tức là cái loại này là loại gen ngoài. Trục loại ra. Đây là gen ngoài, gen ngoài, gen ngoài. Và đây là loại gen ngoài. Hai cái này ra ngoài, cái loại này và loại này là loại gen trong. Đầu trục này nó có một cái lỗ, lỗ ren M12, M14. Đầu trục này là có lỗ ren M14. Và tất cả những cái này thì đều có kết nối. Tiếp theo nữa là phần kết nối với cột lái. Thì đây là phần kết nối với cái cột lái trên, cột lái đây. Để bắt lên vô lăng. Thì các bạn cần phân biệt ra là nó có hai loại và ba loại. Loại 30 răng và loại 36 răng. Đấy, các bạn để ý. Loại 30 răng thì nó lại có loại 30 răng kích thước lớn là loại này. Và loại này là hai loại có kích thước răng lớn. Còn tất cả những loại 30 răng khác còn lại thì đều là kích thước răng nhỏ, đường kính nhỏ. Còn những cái loại kích thước chiều dài cơ sở của từng loại thì mình xin đo để các bạn xem. Cái loại ngắn nhất đầu tiên, loại này là 35 cm này, loại này là 42 cm, loại này là 55 cm, loại này cũng 55 cm, loại này 60 cm. Loại này là 40-45, cái này là thu ra đẩy vào thì chỉ tương đối vậy thôi. Cái loại này là loại 35. Loại này là loại 35. Loại 35. Các cái loại thước lái một đầu thì mọi kích thước chỉ là tương đối thôi, bởi vì nó còn kéo ra và kéo vào nữa. Đấy. Những cái loại thước lái hai đầu dài như này là loại 50 cm. 50 cm. Để kết nối với những cái đầu trục như thế này thì nó có những cái khớp như thế này. Khớp này là khớp lỗ này là lỗ 14 này, và ra ngoài là ren M12 này. Đấy, những cái khớp này là khớp cầu, ở đây là khớp cầu này. Cái khớp cầu này thì ví dụ như đối với những cái thước lái như thế này thì phải dùng cái quả này và đưa ra cái ren 12 ren chung như thế này. Hoặc là các bạn có ống lối 12, ống lối 14 đi vặn thẳng vào đây. Cái này là tùy theo kết cấu. Cái này mình chỉ giới thiệu để các bạn có chế hay là có lắp đặt thì biết cần những cái gì cần mua. Đây là cái cột lái, và cái răng này là 36 răng này. Nó lắp được tất cả cho các loại thước lái 36 răng. Đây, cái thước này là thước 36 răng này.
Thước này là thước 36 răng này, còn cái thước này là thước 30 răng này. Cái này là 36 răng này. Cái này cũng 36 răng này. Nhưng cái này lại có 13 30 răng này. Đấy. Hai cái này giống nhau nhưng một cái 30 răng và một cái 36 răng. Đấy. Đấy. Hai cái này giống nhau nhưng một cái 30 răng và một cái 36 răng này. Cây này và cây này cũng vậy này. Cây này 36 răng, cây này thì có 30 răng này. Đấy, cây này 36 răng này. Ba cái cây này là cái phần cột lái này là to hơn này, cái này và cái này là cột lái to hơn này. Thằng này 36 răng này. 30 răng này. Thằng này 36 răng này. Nhưng mà cái phần này lớn hơn này, còn lại tất cả những cái khác là bằng nhau hết. Cây này 30 răng này. Đấy. Cái này cũng 30 răng này. Cái này 30 răng này. Cái này 30 răng này. Cái này 36 răng này. Cái này 36 răng này. Cái này 30 răng này. Cái này 36 răng này. Cái này 36 răng này. Cái khớp lối lên cột lái này thì bên mình có bán cả khớp 30 lẫn khớp 36 này. Nhưng chỉ dành cho những cái loại nhỏ này thôi. Còn riêng cái hai loại to đặc biệt này thì bên mình không có khớp lối. Còn cái cột lái này là 36 răng này. Đây là cái rô tuyên hai đầu này. Đầu này M12, đầu này M12 này. Đây là cái cũng là một cái khớp bi cầu này. Đầu này là M14 và đầu này M12 này. Còn đây cũng là một cái rô tuyên nhưng mà ren âm này. Cái phần trong này là ren M12 này. Và cái ngoài này là ren M12. Cái ren M12 này là ren thuận này. Đấy. Có hai cái quả tỏi rô tin này thì là dân thuận và dân nghịch này. Còn đây là phần ống nối. Ống nối thì có nhiều loại dài ngắn khác nhau. Các bạn cần loại nào hay là thay thế cho xe gì thì xem kỹ video các cái thông số và mình đã đo. Hay là cần chế loại ngắn dài cho phù hợp thì xem kỹ video. Theo số thứ tự thì đánh từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 11. Cái loại này là giống nhau. Có 11 loại. Đấy, theo thứ tự thì từ 1 đến 11 thì có 11 loại khác nhau, thì các bạn cần loại nào xin vui lòng liên hệ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới ra những video mới nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình.